Em Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng ha. Thì hôm nay em soạn kho lòi ra mấy cái đèn LED mà của Masray hồi lúc trước bán anh chị. Thì cái đèn này đã dành thay cho mấy cái đèn của Masray hồi lúc trước mà mấy anh chị đã từng mua đó. Nó có một cái tản nhiệt rất là xịn nè ha. Cái này thì nhiệt độ của nó là 3000K. Chi tiết cái là nó không có chó, thì cái này chuyên dùng để thay sơ cua cho những cái bộ đèn kia. Đó thì nó xài từ 34 cho tới 36V ha. Tản nhiệt thì xịn sò, khỏi phải bàn cãi rồi. Đó thì em bán lần 10 cái đi, 50.000 cái, 10 cái 500 ha, bán vậy cho nhanh rồi, cắm đèn test ha. Thì nó xài cái dải điện là từ 34 tới 36 nha mấy anh chị ha, 0.95A ha. Đó thì nó chạy sẽ đúng công suất và nó sẽ mát, rất là mát nha. Đó, sáng dịu dời luôn. Rồi, ngon xịn sò. Đó thì cái này giờ mình về độ chế cho cái công việc khác cũng rất là ok. Đó, anh chị thấy không, cái tản nhiệt của nó này. Đó, tản nhiệt bằng nhôm này, rất là xịn nè. Đó, rồi ok, đèn Masray sản xuất tại Nhật rồi. Anh chị em nào lấy nguyên set thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ, rồi ghi ship cho anh nguyên combo đèn LED 500k 10 cái. Lưu ý là không có adapter nha mấy anh chị, không có adapter nha mấy anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng, không có adapter nha. Đó, hàng mới 100% luôn. Chỉ có một cái là với anh em về phải mua adapter đồ chế lại. Rồi xin cảm ơn anh chị em khách hàng.